Trời ơi, đồ đẹp mà lại lại trễ quá à. Con con xin nhung này. Đâu hai bịch đậu này hả? Ba bịch luôn hả? Ba bịch luôn hả? Ngồi lại. Chào mấy chế nha. Chờ mãi. Hai mấy chế. Chào Hoa Cỏ Mây. Chào Yumi Nguyễn. Chào Sen Bông Lê. Chào mấy chế nha. Chế nào lên rồi nhớ share livestream giúp em nha mấy chế. Sen Bông Lê ơi, chia sẻ livestream giúp chị chưa? Hello. Chào tất cả mọi người nha. Mấy chị ơi, chị nào lên rồi nhớ share livestream giúp em nha mấy chị. Rồi hôm nay giọng được tốt mà đeo mất rồi. Chào chị Mai Đằng. Chào chị Ngô Thị Đào nha. Mấy chị ơi, chị nào lên rồi chào em đây. Chị nào lên rồi chấm chấm nha, chấm chấm và share livestream giúp em nha. Chào Ngân Ngân. Chào chị Giang. Ê chị Giang. Vô chuyên môn, tập trung vô chuyên môn. Chị nào chia sẻ rồi điểm danh đã chia sẻ giúp em nha. Không quá hả? Không quá hả chị? Đâu biết không gì luôn. Anh ơi chị có mít cho em hả? Anh, Giang, Giang. Mít, 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 mít. Gì? Mít. Đã gửi hàng cho chị chưa? Để chưa. Nay chị chọn tiếp nha. Ai? Dạ, chị Đào chọn tiếp đi. Ngày mai mới gửi cho chị Đào nha, Ngô Thị Đào. Chị Ngô Thị Đào. Cách mới mà gửi hàng phải nghe điện thoại cộc cạc chứ. À, đúng không? Ờ, đúng rồi. Chị ơi, chị Đào ơi, chị Đào cách mới hả? Chị Đào cách mới nhớ nghe điện thoại chốt hàng mới đi được nha chị Đào. Hôm qua trên mạng mà không mua được mã nào ý. À, chị chắc hôm nay chị mua được nhiều lắm nè. Đó, hôm nay em lên trễ. Chào Nguyễn Mai, chào Sen Bông Lê, chào chồng Minh Hằng nha, chào Thanh Thảo Đỗ Phan, chào Ngọc Huế nè. Mấy chị ơi, chị nào vô rồi nhớ share livestream giúp em nha. Vô nhớ share livestream với chị ha. Đồ hôm nay đẹp lắm, đẹp mà rẻ lắm. Rồi có chế nào ghim giúp em dòng ghim với. Em nhận được đồ rồi đó, đẹp lắm chị. Cảm ơn CC Trần nha. Chào chị Thụy Lê nè, chào Mỹ Lan Trần nè. À, chào Thanh Lương ha. Chào Sen Bông Lê. Ôi Sen Bông Lê chào hoài luôn vậy. Chị nào chia sẻ rồi nhớ điểm danh là đã chia sẻ giúp em á. Chị nào chia sẻ rồi nhớ điểm danh đã chia sẻ giúp em nè. Nhớ điểm danh giúp em để em tặng quà nha chị ơi. Nhớ điểm danh để em tặng quà nha. Hôm giờ mua mà không mặc hết luôn Thảo ơi. Nhưng mà vẫn bon chen coi tiếp. Coi chia sẻ cho em nhận quà cũng được chứ Mai Đặng ơi. Coi chia sẻ cho em cũng được nè. Chào Honey. Chào Diễm Honey ha. Chào Nhi Nhi. Mấy chị ơi, vô xe live stream giúp em. Mấy chị xem em 2 lần cho cá nhân và 5 lần hội nhóm giúp em nha. Để em tặng quà đồ like cho mấy chị luôn ha. Em sẽ tặng quà đồ like luôn nha. Chào Lạc Lối đã chia sẻ ha. Cảm ơn Lạc Lối nha. Mấy chị ơi, lên chia sẻ live stream nhiệt tình giúp em đi. À, lúc nào em cũng có quà hết. Có quà dành cho chế nào xe live stream nhiều nhất. Nếu mà chế nào không đạt được cái mốc xe của em là trên 50 lần á, đó thì mấy chế chỉ cần chia sẻ cho em nhiều nhất thôi là cũng có quà. Mấy chị hai chế là chia sẻ đặt mốc like là trên 50 lần và chia sẻ nhiều nhất á thì người đó sẽ được nhận quà của em là một cái đồng xinh xắn nha mấy chị nha. Còn chế nào á mà không có được chia, không có đạt hơn 50 lần chia sẻ mà chia sẻ nhiều nhất luôn á, như là chế Hoàng Hảo hôm nay được hôm qua được 26 lần chia sẻ đó, là đạt top 1 đó là chia sẻ nhiều nhất, em tặng cho chế Hoàng Hảo một show rửa môi ha, là lúc nào mình cũng có quà hết nha mấy chị nha. Em
Em không chia sẻ hội nhóm được. Bích Phạm chia sẻ trang cá nhân bù cho chị ấy nha. Rồi em đi lúc chiều lúc nào nhận được? Hello chị Thảo Hằng. Đồ em đi lúc chiều khi nào nhận được hả? Khoảng chiều mai. Đã mai chia sẻ mai. Ok. Cảm ơn chị yêu. Chị nào chia sẻ đồ điểm danh đã chia sẻ giúp em nha. Cho Bạch Lê Nguyên nè. Cho Hà Nguyễn. Chào chị Du Minh Nguyên nha. Nhớ là đã chia sẻ rồi, điểm danh đã chia sẻ giúp em ha. Để em tặng quà nha. Đây, quà đầu like của mấy chị yêu đây. Quà đầu like của mấy chị yêu đây ha. Để tên tên. Một em áo cầu vồng hết sức là xinh đẹp luôn. Like muộn nha chế. Đúng rồi, chứ like muộn nè. Hôm nay chị lên thôi muộn ha. Rồi mẫu này, đó rất là dễ thương nha. Món quà đầu like tặng mấy chế. Đây là em áo cầu vồng hàng Quảng Châu mấy chế ha. Không phải hàng xưởng Việt Nam. Rất là xinh đẹp luôn, mặc lên bao cute, bao dễ thương nha mấy chế. Đã chia sẻ rồi, ok chế luôn, cảm ơn chế nha. Thấy Loan nha, Loan hôm nay chia sẻ đặt top với chị coi Loan. Lâu rồi không được tặng quà cho Loan. Loan chia sẻ đặt top một ngày cho chị xem cái nào. Hôm nay đặt top cho chị xem coi, để chị tặng quà nha. Lâu rồi không được tặng quà cho Loan. Thèm tặng quà cho Loan quá. Rồi mỗi nay em tặng nha mấy chị. Tặng quà đồ like ha. Giang à. Dạ. Yeah. Rồi. Thấy Loan mà. Thấy chị Mỹ Lan Trần nè. Rồi, em bắt đầu đọc mã tặng quà nha các tình yêu ơi. View đã lên trên 100 rồi. Mấy chị tiếp tục chia sẻ cho em được khoảng 180 view nha. Rồi, em bắt đầu đọc mã tặng quà nha các tình yêu. Mấy chị ơi comment cho em, chuẩn bị comment cho em để mà giật quà. Mấy chị ơi quà rất là đẹp luôn ha. Thế nào mặc vô em cũng đảm bảo dễ thương ấy. Ai mặc cũng đẹp, ai mặc cũng dễ thương nha. Đối với cái form áo giúp quần này á, thì chế nào tuổi nào mình mặc cũng được hết á. Rất là cưng, cute, full my quê luôn. Thấy Nguyễn Vi nha. Rồi em thấy tất cả mọi người luôn đó mấy chị ơi. Em thấy tất cả mọi người luôn á. Facebook em bị cái gì rồi, chia sẻ vào nhóm là nó chẳng á. Chế rồi, vậy làm sao mà tặng quà cho Loan được đây. Loan lập thêm một cái nick để Loan chuyên môn tham gia vào các hội nhóm để chia sẻ cho chị giúp quà ha. Rồi mẫu này nhắm chị ơi, em đọc mã này. Mấy chị comment cho em mã là mã 1000 kèm số điện thoại mấy chị ha. Comment cho em mã là 1000 kèm số điện thoại giúp em nha. Để em tặng quà mấy chị ơi, tặng cho chế nào may mắn. Tặng cho chế nào may mắn nha. Comment mã 1000 cho em. Thấy bé Phượng, em thấy chị bé Phượng ha. Chị bé phở hả? Bé bơ phở là cách mới đúng không? Chị chưa mua, hình như chị chưa mua đồ bên em lần nào đúng không chị bé Phượng? Mà 1000 kèm số điện thoại cho em nha các tình yêu ơi. Nhớ là comment mà 1000 giúp em nha. Tặng cho ai đây? Ai là người may mắn thì tặng đây. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Nhân ơi cho cái bút nào. Rồi, tặng cho người comment lên thứ 12 nha mấy chị ơi. Hôm nay em sẽ chơi con số 12 nha. Tặng cho người comment lên thứ 12 nha. Ao. Ao liền. Rồi, xem bung lên 1, Đào Ngọc Thủy 2. Hello chứ Đào Ngọc Thủy. Bích Phạm 3, Tuyết Lâm 4, Hà Nguyễn 5, Ngô Thị Đào là 6, Thanh Lương 7, Ngọc Yến chưa được, Ngô Thị Đào rồi, Thanh Thảo Đỗ Phan 8, Diễm Hu Ni. Ủa này, Diễm Hu Ni chưa comment của Pháp. Xuân Hình Tuyết là 9, chị Nhung không có số điện thoại đầy đủ, Bích Phạm 10, Thúy Anh Trần Thủy chưa có số điện thoại đầy đủ, Hoàng Tâm 11, chị Hoàng Hảo. Chị Ngô Thị Đào chứ, chị Ngô Thị Đào comment lại hả? Hình như này đọc Ngô Thị Đào rồi. Cho nên bà Hoàng Hảo này chưa đọc lần nào đúng không? Ở nơi này chưa đọc bà Hoàng Hảo lần nào chưa đúng không? Vậy là Hoàng Hảo là người thứ 12 nhá. Thôi quá là nhiệt quà rồi mấy chị ơi. Rồi Hoàng Hảo nha. Hoàng Hảo là người comment thứ 12 tặng nè. Tặng Hoàng Hảo ha. Hoàng Hảo comment thứ 12 em tặng Hoàng Hảo luôn ha. Rồi, chia sẻ bàn tay mấy chị ơi, chia sẻ bàn tay em tặng tiếp một món đó là chân váy nha. Tặng một chân váy nha, để tặng áo thì tặng chân váy nha. Em mặc em chân váy cực xinh luôn. Đây, tặng một em chân váy cực xinh như thế này luôn nha. Rất là dễ thương ha mấy chị. Đó, chân váy nè, rất là dễ thương. Chân váy này mình đi mặc đi văn phòng được nè, đi chơi được nè. Đó, mình đi tiệc, thậm chí đi tiệc phố với áo kiểu cũng rất là xinh luôn nha. Rồi, chế nào nhanh tay chia sẻ tiếp cho em nha. Tiếp tục chia sẻ để nhận chân váy nha mấy chị nha. Tiếp tục chia sẻ nhận chân váy nha. Du dòng. Rồi mẫu này nha. Hi Ni Hen hả?
Rồi, mẫu này mấy chị ha, một chân váy rất là dễ thương, em tặng luôn ha mấy chị. Tặng luôn như thế này cho mấy cực xịn ha mấy chị. Mà đi làm văn phòng rồi đi đi mặc trong phố áo vào kiểu đi tiệc gì cũng rất là sang chảnh luôn. Rồi, chị nào ơi, mẫu này chúc liền cho em mã của nó là mã tặng đẹp. Mã là tặng đẹp kèm điện thoại cho em nhé. Tặng chân váy luôn nha mấy chị yêu ơi. Trong suốt quá trình livestream em sẽ tặng rất là nhiều luôn. Anh đã kiểm tra hoàn nào chia sẻ cho em hai lần cho các nhân chưa? Và chia lời chia sẻ mới được nha. Rồi comment mà tặng đẹp cho em nha các tình yêu ơi, tặng đẹp giúp em này. Tặng đẹp kèm điện thoại giúp em nha. Mã là tặng đẹp nha. Tặng đẹp kèm điện thoại cho em này. Tặng đẹp nha. Rồi tặng đẹp kèm điện thoại cho em nha các tình yêu ơi, tặng đẹp nha. Tặng đẹp, tặng đẹp, tặng đẹp, tặng cho người comment lên thứ 9 đi. Hôm nay tặng cho người comment lên thứ 9 nha. Thấy kêu phụ nè, em thấy kêu phụ mà. Chào chị Uy Nguyên nè. Không Ngô Thị Đào ơi, nay không được tặng nè. Trời, tặng không đẹp, kèm điện thoại đầy đủ cho chị xem mông lê. Hả? Sao Ngô Thị Đào hôm nay không được tặng? Thì có chúng đâu mà tặng. Phải chúng mới được tặng chứ. Xem mông lê 1, Đào Ngọc Thủy 2, Bích Phạm 3, Lạc Lối 4, Ngọc Yến 5, Tuyết Lâm 99, Tuyết Lâm là 6, chị Nguyễn Vi 7, Nhóc Lu 8 và chị Phương Trần là 10. Ô, Phương Trần comment sai cú pháp rồi. Comment là tang đẹp. Bây giờ mới 8, mới 8. Nhóc Lu là 9. Phương Trần là 10. Nhưng mà chị Phương Trần comment sai cú pháp rồi. Chị Lê Thúy Hằng. Tang đẹp hả? Chị Lê Thúy Hằng là người comment thứ 10 nha. Em mới đọc có 8 thôi. Thì chị Lê Thúy Hằng là người thứ 10 á. Thì là chị Lê Thúy Hằng là người thứ 10 á. Điều à. Lê Thúy Hằng 871002. Rồi vô like mấy chị ha, vô like đồng nha. Tặng chị Lê Thúy Hằng nè. Em vô like đồng đây. Cái này của em mà có cho em. Rồi em lên đồng mà mấy chị yêu ha. Hôm nay chị nào mát tay mở hàng giúp em nha. Hôm nay chị nào mát tay mở hàng giúp em nha mấy chị yêu ha. Nhớ là chị nào mát tay mở hàng giúp em nha. Em thấy cả nhà này, thấy chị Đào Sâm nè. Anh để im cho em tập trung rồi nè. Rồi mấy chị ơi, chị nào mở hàng cho em nè. Cái áo kiểu này em sale luôn ha. Áo kiểu em sale luôn cho mấy chị này, mở hàng cho em nha. Sale cho mấy chị, giá của nó là 50k. Đó, chế nào nhanh tay mở hàng cho em sale mở hàng này. Đó, nhanh tay mát mát tay một tí mở hàng cho em cái áo kiểu này 50k nha. Comment mã 50 giúp em nha các tình yêu ơi. Comment mã 50 giúp em nha. Em quan trọng cái phần mở hàng lắm. Rồi, what? Cái này quái. À, trời đất ơi, 50k là lộn bên sát luôn á. Rồi, chế nào nhanh tay mở hàng giúp em nha. 50k nha các tình yêu ơi. Nhanh tay mở hàng giúp em nha. Rồi 50k cho ai đây. 50k kèm điện thoại cho em nha. Bà Hoàng Tâm mở hàng được không ta? Chốt cho bà Hoàng Tâm nha. Mong mong rằng hôm nay Hoàng Tâm sẽ mở hàng cho chị mát tay. Rồi Hoàng Tâm 50k. Hoàng Tâm ha. Rồi Hoàng Tâm nè. Thấy ai chúng bà Hoàng ghi tên chưa? Rồi ghi hết tên rồi. Rồi Hoàng Tâm 50k hai cái thằng đó. Hoàng Tâm 50k nha. Ai muốn mở hàng tiếp cho em nè. Ai muốn mở hàng tiếp cho em chuẩn bị comment lên nha. Đây, mở hàng tiếp cho em chuẩn bị comment lên nha. 50k tiếp nè. 50k tiếp nha, rất là xinh luôn. Rồi rất là xinh nha mấy chị ha. Áo kiểu này, áo kiểu 2 dây nha, rất là xinh ha. Đẹp cực kỳ luôn, mất cây gặp tay luôn chị ơi. 50k tiếp nha. Chứ lấy chút cho em mã 50 luôn ha. Mã 50, comment mã 50 kèm xin. Ô quên, 50 đen đi. 50 nó lủng cái mã trên á. Comment cho em là 50 đen nha. 50 đen kèm xin thoại cho em nè. 50 đen kèm xin thoại cho em nha. 50k. 50 đen kèm xin thoại cho em 50k nha. Rồi 50 đen. 50 đen comment mã 50 đen cho em nè. Mã 50 đen luôn nha các tình yêu ơi. Mã 50 đen giúp em nha. 50 đen. He he, em mắc tay lắm vậy hả? Bích Phạm sao bà ơi? Bích Phạm muốn mở hàng cho chế hả? À, comment 50 đen. Bích Phạm sao? Bích Phạm sao? Đúng rồi, Bích Phạm sao? Rồi, 50 đen không thích thì 50. 50 đen cho chế Thảo Hằng. 50 đen cho Thảo Hằng rồi. Hôm nay được hai người mắc tay mở hàng. Cảm ơn Thảo Hằng nha. Đây Thảo Hằng 50 đi. Rồi tiếp 50 nữa nè. Của ai đây? Của Lê Bích Thảo. Rồi tiếp mấy chị. Hôm
cũng vui nha. Rồi màu này, chị nào lấy màu này chốt liền cho em mã số 10 giống chị ở 50k luôn. 50k mã 10. Chị nó lấy 10 chốt kèm mã 10 luôn, 50k mở hàng đó mấy chị ha. Kiếm nhiều nhiều chứ hên hên tí nha. Rồi 50k mã 10 cho em, chốt mã 10 cho em. Mã 10, chốt mã 10 cho em 50k luôn. Mã 10 50k nha, chốt mã 10 cho em. Mã 10 50k. Chốt 10 cho em. Có lên bây giờ ta kiếm người mở hàng xíu đã nha mấy chị. Đợi em xíu ha, lên đầm bây giờ á. Ốc kiều đẹp mà. Rồi comment mã 50 cho em. Ủa gì mà gì mà 10 mà 10. Chốt mã 10 cho em 50k này. Mã 10 50k ha. Chốt 10 cho em này. Rồi hàng cho chị cho em đi luôn. Chị Lê Thúy Hằng gì cho ta á. Chị Lê Thúy Hằng hả? Không vui kìa. Mã 10 cho chị Thúy Anh Trần Thị. Mã 10 cho Thúy Anh Trần Thị nhá. Mã 10 cho Thúy Anh Trần Thị luôn nè. Rồi em lên công chúa nha chị ơi. Chị nào ưng cái đầm em đang mặc. Chị nào ưng cái đầm đang mặc nha. Đầm đang mặc là 1m6 khoảng 52 cân. 1m55 khoảng 46 cân thôi. 1m55 46 cân mấy chị ha. Chị nào lấy đầm đang mặc 155k mấy chị ơi. À để em ghim công chúa nhé. Công chúa hôm nay đầm hôm nay đầm dự tiệc hôm nay mấy chị ơi. Giá chỉ có 150.000 một em thôi, trung bình là 150 nha. Cái nào đắt giá hơn em sẽ báo, cái nào cao giá hơn em sẽ báo nha. Cái đầm em đang mặc giá là 155. Chị nào lấy chốt liền cho em mà không kèm sinh hoạt cực đẹp. Đó là cái dạng cao cấp mấy chị ha. Nó xuất sắc vô cùng luôn á, các chị nhìn này. Nó siêu xuất sắc luôn nha mấy chị. Màu đầm này cực kỳ xuất sắc. Thế nào hôm nay được nhân viên em gọi chốt hàng là hàng đi rồi nhá. Alo, chế Tú Trinh. Em giữ thêm hàng. Alo, chào chế Tú Trinh nha. Chào chế Tú Trinh. Rồi chế nào lấy mẫu đang mặc comment liền cho em là mã của nó là mã số 155, comment mã 55 cho em luôn. Comment mã 55 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị ơi. Mã 55 kèm số điện thoại giúp em nha. Chế nào lấy 55 comment mã 55 kèm số điện thoại giúp em nha. Dự tiệc cao cấp 150. Cảm ơn chế Thảo Hằng nha. Cảm ơn chế Thảo Hằng ghim lên giúp em nè. Đầm chị đang mặc có màu gì? Chỉ có một màu thôi. Chỉ có một màu thôi ha. Em chốt cho chị Semole chốt mặt không? Mà 55 Semole ơi. Yumi Nguyễn một chiếc này còn một chiếc thôi. Semole lấy. Ủa mới lấy được không hả? Vậy chốt cho Semole luôn là hết nhá. Chốt cho hai người là hết nè. Rồi, mã 55 chốt cho hai người nha. Là Yumi Nguyên và Semole là hết nha. Yumi Nguyên chưa có số điện thoại em ơi. Yumi Nguyên cái cũ á. Yumi Nguyên cái cũ. Rồi, okay. Chốt cho Yumi Nguyên với Semole là hết nha. Rồi, mẫu này luôn cái tình yêu ơi. Trời, mẫu này xinh quá. Mẫu này xinh quá mấy chị. Cho em ngồi tí mấy chị ha. Ngồi cũng thấy được chán đầm mà đúng không? Cái nào mà mấy chị kêu em đứng lên cho chị coi nha. Rất là dễ thương luôn nè. Đó, cưng lắm. Rồi, chị đã ưng mẫu này chốt liền cho em mã của nó là mã số 3 nha. Mã số 3 kèm số điện thoại cho em với chị ha. Số 3 là 1m6 khoảng 53 cân đủ về á, đo eo luôn. Công chúa là em đòi eo hết. Cứ công chúa là đòi eo hết ha. 55 em hết rồi. 55 em hết có tiêu rồi. Em lên một khác đi. Á. Rồi mẫu này nha. Chị nào lấy mẫu này, eo của nó là tới 76 luôn. 1m6 54 cân mấy chị ơi. 1m6 54 cân. Ủa em mới đọc cái này 55 hả? Không, 55 rồi, chốt rồi. À, cái này là cái gì? Cái này là mã gì? Cô chủ dễ thương xích, cảm ơn nha, mà 3 đúng rồi, mà 3. Trời ơi, mà 3. Rồi em chốt mà 3 nha, mà 3 cho bà Bích Phạm. Bà Bích Phạm mặc vừa chắc luôn á. Cam đoan bà mặc vừa. Rồi 3 chốt cho Bích Phạm nha. 3 cho Bích Phạm nè, 3 chốt cho Bích Phạm nè. Và cái này nó ngủ á. Mà 55 đâu? Có mặt 55. Ba cho Bích Phạm nha. Dạ. Cái này cái số 3 rồi. Dạ. Cái đó cái 3, còn cái này là mặt không nè. Không cho chị Simone với Yumi Nguyễn hết. Thế rồi. 55. Có 55 có. 55 là gì em đâu biết đâu. Rồi mẫu này. Trời ơi, body. Body đứng ngọc. Trời ơi, body đứng ngọc luôn. Mút ngực dày dặn. Bao nhiêu tiền? Dạ 150k. 150k. Rồi 150k mấy chị ơi. Body đứng ngọc rất là xinh. Mút ngực dày dặn nha. Rồi, mẫu này, chị đã ưng mẫu này chốt mã đen cho em. Chốt mã đen nha. Eo của em này 74m6 52 cân đổ về mã đen giúp em. Mã đen 1m6 body đó mấy chị, body mã đen. Lấy đen chốt mã đen giúp em ha mấy chị ha. 5 la đồng là chị bán đó. À chị bán mất tiêu rồi, đúng rồi chị nhớ rồi. Rồi, chị nào lấy mẫu này chốt liền cho em là mã của nó. Là cái gì bảo nó biết tiếng. Rồi chị nó lấy đen chút đen cho em nha. Mà đen chút đen. Chút mà đen ha. Đen bao nhiêu? Dạ đen là 150k.
mà đen giúp em ha, chứ mà đen 55 là được. À, em nói nhiều lúc em quên nó, sorry mấy chị ha. Dạ, em nói yêu, em sẽ đo yêu trước khi em lên đồng không mấy chị nha. Rồi đồng em sẽ đọc mã nha, mấy chị thông cảm nha. Rồi mẫu này nha, chỗ mẫu này đẹp quá. Chỗ mẫu này xinh quá, tầng đẹp chưa. Rồi xuất sắc luôn mấy chị ơi, mẫu này xuất sắc luôn ha. Rồi chị nói mẫu công chúa xinh đẹp này, comment liền cho em. Eo của nó là eo 70, 70, wow, em này lớn nha. Eo 76 luôn, eo 76 mấy chị ơi, 1m6 khoảng 54 cân đổ về. Chị nói ông chúc liền cho em mã của nó là mã số 4. Mã số 4 cho em kèm số điện thoại mấy chị ha. Mã 4150k, trời mà 4150k quá rẻ luôn. Quá rẻ cho một tình ha. Mã số 4150k nè. Mã 4 cho em, đẹp quá không? Xúc sắc, xúc sắc. Mã số 4 đeo 76, 150k nha. Chị nói lấy 4 chút mà 4 liền cho em ha. Số lượng ít à, một mẫu em chỉ có 1 cái, 2 cái thôi. Một mẫu chỉ có 1 cái, 2 cái thôi nha. Cho nên chị nào lấy mẫu nào chút đi mẫu đó giúp em ha. Chút nhanh tay giúp em nha mấy chị ơi. Số 4 liền cho em nha. Số 4 đeo 76 hả? Dạ, đeo 76 đổ về. Số 4 cho chị Thảo Hằng nè. Ôi đẹp quá à. Trời ơi, còn tầng không à mấy chị ơi. Hôm nay đồng xuất sắc quá. Trời ơi, mua đen giả mang luôn chứ nè. Trời đẹp quá à. Rồi chị đo mẫu này chốt cho em liền, khoan đo yêu được nha. Em phải đo yêu, công chúa là em phải đo yêu chắc chắn là mấy chị mặc vừa nha. Chứ không mình mặc chọc có thể uổn lắm. Uổn lắm luôn á. Rồi em này, rồi điều đặc biệt là hôm nay cái eo nào cũng 75, 76 76 luôn mấy chị ơi, 76, 54 cân đổ về. Chốt liền cho em mã của nó là mã số 7. 77 bông che được ha. Chế nào eo lỡ có lên 77 á thì mình vào bông che được. Chốt liền cho em mã số. Mã số 7 luôn. Có đọc số 7 không ơi nha. Không biết. Rồi chốt mã số 7 cho em liền cái tình yêu ơi. Bao nhiêu tiền? Chốt mã 7 150k giùm em nha. Chốt mã 7. Chị nói lấy 7 chốt 7 liền tay giúp em nha. Chốt mã 7 giúp em. Đây mã 7 này cưng. Trời đẹp quá, nặng quá, dày quá. Mã 7. Chốt mã 7 giúp em. Mày đẹp quá. Rồi mã 7 giúp em ha. Quá đẹp luôn á. Số 7 cho chị Vũ Thị Hằng nè. Vũ Thị Hằng 7 cái 2 cái. À, đâu 7 nữa đâu. 7 cho Vũ Thị Hằng với 7 cho Du Minh Nguyễn nhé. 7 cái 2 cái cho Du Minh Nguyễn một cái nữa. Nghe 7 Du Minh Nguyễn này lâu quá đặt tờ tiên rồi ta. Rồi, chị này giờ chị mới đặt được có 2 cái chứ mấy. Rồi mẫu này nha. Lâu được bữa bà đặt liên tục luôn mà. Này giờ chị mới được 2 cái. Mẫu này nha, đặt tiếp đi chị, mới có 2 cái không. Rồi mẫu này mấy chị ha. Rồi, xỉu cái mẫu này luôn á trời. Mẫu này nó đẹp nhà mang chưa, chị em có quần luôn á. Mẫu này có quần luôn nha mấy chị nha. Có quần luôn. Bà Du Minh Nguyễn bà lấy xỉ á. Rồi mẫu này, chị nào lấy mẫu này chút. Chút liền cho em là mã của nó là mã số 8 mấy chị ơi, của số 8 xuất sắc. Số 8 xuất sắc mấy chị ơi. Số 8 xuất sắc 150k luôn cho mấy chị. Chị nào lấy số 8 chút, số 8 liền cho em. Số 8 đẹp quá. 1m6 50 55 cân đổ về đo eo lại nha. Quên đo eo. Quên đo eo. Mã số 8 này. Mã số 8 eo 72 nha. Gì? Tầm 7 nha. Eo 76 đó. Eo 76 mấy chị nha. Nhưng mà nó mặc vô nó nhìn nó nhon lắm. Mã số 8. Mã số 8 cho chị Nguyễn Nhung Bảo Lộc này. Số 8 cho chị Nguyễn Nhung này. Số 8 em chốt cho Nguyễn Nhung luôn ha, đẹp đẹp lắm. Tập hôm nay xuất sắc đẹp mang luôn á. Có 155k. Rẻ ơi là rẻ, đẹp ơi là đẹp luôn. Đây nhá. Trời ơi cái màu này xinh. Qua, wow, cái màu này giống cái đỏ hồi này nè mấy chị. Đó nhưng mà nó màu hồng nha, xuất sắc ghê chưa. Trời ơi cái tầng của nó đã. Đúng là con tóc có khác mấy chị ơi. Cái tầng của nó sướng cho chỉ có 150k thôi ha. Rẻ gì mà nó rẻ giả mang vậy không biết. Rẻ gì mà rẻ giả mang luôn. Rồi cái đơn mẫu này chốt liền cho em là mã số 10 nha mấy chị. Mã số 10 này em hơi nhỏ ha. Em số 8. Mã số 10 này em số 8 nha. Chứ nào để số 10 chứ số 10 cho em nha. Em số 18. Để Nguyễn Ngọc đâu rồi. Số 10 nè. Em nhỏ nè. Bích Ngọc và... Nguyễn Ngọc. À với Nguyễn Ngọc. Với Nguyễn Ngọc. Với Nguyễn Ngọc với lại bé gì. Bé Loan. Nguyễn Ngọc với Loan. Em số 8 đổ về nha. Chị nào để chốt liền cho em số 10 nha mấy chị. Số 10 nha. Chốt mã số 10 cho em. Số 10 liền cho em ha mấy chị ha. Mã số 10 nha, eo 68 nha. Số 10 nha, 68 giúp em nha. Số... Ủa sao vậy? Bây giờ vẫn có số 9 vậy ta? Không, đoán mã còn... À đó, đoán mã ha, số 10 á, số 10 á. Số 10 á mấy chị, không phải số 9 đâu. Rồi tiếp nha. Số 10 cho Du Minh Nguyên này. Ok. Số 10 cho Nhật Minh này. Số 10 cho Nhật Minh. Thế nào lấy số 10 không? Số 10 con cá, à có 2 cái anh ơi. Thế nào lấy số 10 được không này chứ. Rồi mẫu này ha.
Chị đã lấy cái tên này chốt cho em yêu 76 77, 76 77 đổ lên nha mấy chị ơi. Cánh của nó cái tên cực đẹp luôn, chứ nó lấy chốt khoảng 11 cho em nhé. 11 cực xinh, được phối tầng như thế này cực kỳ đẹp không mấy chị ha, cực kỳ đẹp luôn. Em đứng lên cho mấy chị coi cái tầng của nó nha. Chốt khoảng 11 cho em yêu 76 đổ về. Comment liền cho em mã 11 nha, mã 11 giúp em, mã 11 chốt mã 11 giúp em ha. Chị ơi, sao hôm qua em chia sẻ nhiều mà không có tên em Thanh Hòa? À, Thanh Hòa có bị chặn không ta? Hôm qua không hề có Thanh Hòa luôn á. Có khi Thanh Hòa yêu cầu chị bị một nhóm báo cáo thôi là toàn bộ bài của Thanh Hòa bị gỡ hết nhá. Thấy Thanh Hòa mà hôm qua lọc là không hề có Thanh Hòa luôn á, không biết tại sao nữa. Rồi mẫu này nha. Thấy không? Dạ. Thấy thấy. Trời ơi, đã có bàn tay. Bàn tay. Bàn tay rồi, người ta gọi gì? Bàn tay thần thánh. Bàn tay thần thánh của Giang Phạm. Rồi tiếp nha mấy chị. Trời, cái trắng này đẹp muốn xỉu luôn mấy chị ơi. Cái trắng này đẹp muốn xỉu luôn này. Rồi yêu em này là 72, 1m6 khoảng 50 cân đổ về. Mét 6 50 cân đổ về yêu 72. Chị nó lấy chốt mã liền cho em là mã số 15. Rồi 15 này đẹp quá. Có tay hả chứ? 15 quá đẹp và có tay luôn mấy chị ơi. 15 quá đẹp và có tay luôn ha. Thế nào nhanh tay mình chốt được mã 15 này. Trời đẹp quá. Đẹp quá mấy chị. Xinh quá à. Chúc mã 15 cho em. Mã 15 giá của nó có 155k thôi nha mấy chị ơi. Giá chỉ có 155k thôi. Thế nào lấy mã 15, chốt mã 15 giúp em nha. Mã 15 155k nha các bạn yêu ơi. Chị nào lấy chốt mã 15 giúp em ha. Mã 15 giúp em. Quá đẹp. Đẹp mà muốn xỉu luôn á. Chàng ơi chốt hàng cho em. Ờ, bây giờ 15. Mã 15 giúp em nhé. Xoay. Qua. 15. 15 cho Cẩm Nhung 737 này. 15 cho Cẩm Nhung nhé. Đúng không? Dạ, 155k cho Cẩm Nhung. Okay. Rồi mẫu này. Mẫu này rất là xinh luôn. Mẫu này yêu nhỏ nhắm tỉ màu nu. Mẫu này yêu nhỏ màu nu. Thế nào luôn chốt liền cho em mã của nó là mã số 4. Chốt mã 4 cho em cái này yêu nhỏ nhắm chị nhá. Yêu em này tầm size M thôi. Yêu 68-70 đổ về thôi nha mấy chị. Yêu 68-70 đổ về thôi ha. Chị nào ông chốt mã liền cho em này. Ừ, em yêu nhỏ yêu 68 mà. Yêu 68 đổ về thôi. Ở tầm size M á, 1m6, 150k nhá. Tầm mét 6 và 49 cân, 48 cân đổ về nha. 48 cân đổ về là chuột. Rồi chị nó lấy chốt liền cho em. Mã của nó liền thôi mấy chị. Mã số 4, chốt số 4 liền cho em này. Mã 4 nhá. Mã 4, mã 4, chốt mã 4 cho em. 4 nha. Từ từ nó làm sao. Nó làm sao đi nha. Mã 4 nhắm cái tình yêu anh. Mã 4 kèm xin thoại cho em nha. Mã 4 kèm xin thoại giúp em mấy chị. Thôi đi. Thôi chị ghi tên. Mấy chị ơi, xe like nhiệt tình giúp em nha. Mã số 4, mã số 4 cho Mimi 517 nè. Trời ơi, cái này có màu hồng nữa nè. Cái màu trắng này có màu hồng nữa nè. Đẹp quá à, 155k. Ở số 4 luôn á, đúng rồi đó đó. Số 4 cho Mimi 517 nha. Số 4 cho Mimi ha. Chị nào lấy số 4 là chốt số 4 giúp em nha. Số 4 còn 1 em nha, mấy chị 150k. Số 4 còn 1 em 150k ha. Số 4 cho Lê Thảo Nguyên nè. Số 4 cho Lê Thảo Nguyên, em nhỏ mấy chị nha. Khoan, 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 đấy, coi lại, nhìn lộn, nhìn lộn. Số 8 thôi. Số 4 cho Đặng Thị Hương. Đặng Thị Hương mới đúng nha, Lê Thảo Nguyên chưa được. Cho Đặng Thị Hương nha. Lê Thảo Nguyên chưa comment, anh nhìn lộn. Xa quá nhìn. Đây, mẫu này nha. Mẫu này xinh đẹp, yêu 76 quá mấy chị. Em này yêu 76 quá, 16, 54 cân ha. Comment cho em mã của nó là mã số 50. Chị nào lấy chốt mã 50 cho em 155k. Mã 50 155k nha các tình yêu ơi. Chốt mã 50 giúp em ha. Mã 50 giúp em nha. Mã 50 150k. Mã 50. Comment nhanh tay lên mấy chị. Chốt hàng mạnh tay và chia sẻ nhiệt tình nha mấy chị. Hôm em bán đầm công chúa cực kỳ đẹp mà giá siêu cực kỳ rẻ luôn. Mấy chị nhớ sẽ ra chim 2 lần lên hội nhóm và 3 lần lên trang cá nhân giúp em nhé. 3 lần trang cá nhân giúp em. 155. Mã số 50. Mã 50 giúp em. Mã này là mã gì? Mã đen khó. Cái đó để coi sau cũng được anh. Coi sau em đi chưa chốt tay ấy. Cái lọc ấy. Rồi mặt cái đất rồi. Chưa. Đất rồi má. Chưa. Rồi tiếp thôi mấy chị. Để tao bỏ qua một bên đi. Wow. Chà 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 chà. Dễ thương quá à. Vui. Vui cưng quá à. Dễ thương mấy chị ơi. Đẹp quá đẹp quá. Rồi chị nào lấy cái đẹp này. Chị nào lấy cái siêu đẹp này chốt liền cho em nha. Chưa 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 chốt hả? Mấy chưa, chốt hả? Anh chưa nghe lấy bọc luôn đấy. Vậy hả? Ok. Phải không? Phải rồi chứ mà. Này em thì anh chốt mà. Má 50. 50 chế 50 đúng không? Dạ đúng rồi, 50. 50 chế xong thảo khách mới chưa có số điện thoại địa chỉ chưa chốt được này. Chế Thủy Lên cũng vậy này. Xe la nhiệt tình mấy chị Lê ơi. Thủy Lê chưa có số này. Thủy Lê chưa có số luôn, Thủy Lê nào á?
50. Chị Thủy lên nào vậy? Không biết. Mã 50 nha, chị nó lên 50 chút, 50 giúp em nè. Ờ 50 chiếc ngọc dầu nè, chiếc Thu Ren Nguyễn cũng 50 nè. Chốt cho chiếc Thu Ren Nguyễn đi. Em đang đọc mà em. Thế Thủy Lê chưa có số điện thoại gì chị, xong rồi cũng chưa có, phải chốt cho chị Thu Ren Nguyễn. 50 cho chị Thu Ren Nguyễn nè. 50 cho Thu Ren Nguyễn. Rồi chị nó lấy cái đỏ này chốt liền cho em mã của nó. Là mã 100 đi mấy chị ơi. Chốt mã. Chốt mã 100 cho em nha. Chốt mã 100 cho em nha, mã 100. Chị nó lấy cái đỏ này chốt mã 100 cho em, 16 cho mấy chị cơ. Ờ mấy chị ơi, chị nó khách mới á, vui lòng cho em số điện thoại đầy đủ kèm mã hàng. Khách cũ thì vui lòng cho em ba số điện thoại kèm mã hàng nhóm chị nha. Chị nào khách cũ mà thường xuyên chốt hàng bên em nhớ tên rồi thì tôi không cần cho ba số đuôi, nhưng mà khách mới buộc phải cho em số điện thoại đầy đủ kèm mã hàng nha mấy chị. Giống như chị Thủy Lê này, cho em số điện thoại đầy đủ kèm mã hàng, nhưng mà hồi nãy chị chưa cho em chốt thì chị Thu Ren rồi, chị Thủy Lê chốt cái khác giùm em nha. Rồi mã 100 giúp em này, 1,654 công đổ về 155k, 155k, 155k đi giải vô giùm em á. 155k cho chế Trần Thu Hà đuôi 206 này. Cho chế Trần Thu Hà ha. Cho chế Trần Thu Hà. Wow. Cái đỏ này xinh ngất luôn mấy chị. Xinh ngất luôn. Rất là dễ thương, 150k. Rất là cưng luôn mấy chị ơi, rất là cưng luôn. Mặc cái này dễ thương thì thôi á, đẹp còn hơn cô dâu nữa ha. Cưng ơi là cưng luôn. Rồi chị nào lấy mẫu này. Mẫu này là 1m6 khoảng khoảng 55 cân cũng vừa luôn, eo co giãn mấy chị ha. Màu này eo có co giãn luôn. Eo của nó co giãn được tới 78 luôn mấy chị nha. Eo co giãn được tới 78 luôn. Tại vì phần eo này nó có bo này đó. Nó co giãn được tới 78 luôn nhé. Chị nào lấy 1m6, 55, 56 cân đủ về ok luôn. Chốt liền cho em mã của nó là mã 90. Mã 90 giúp em nha các tình yêu. Mã 90. 90 này cưng. Chốt 90 cho em. 90 là 150k. Chốt mã 90 giúp em này. 90, 150k ha. Chốt mã 90 giúp em. Ta hờn dễ sợ sao vậy chị Hằng? Sao lại hờn? Rồi chốt 90 giúp em nha các tình yêu ơi. Mã 90 giúp em nha. 90 kèm điện thoại giúp em ha. 90 cho Yumi Nguyên nè. Mấy chị ơi, xe la nhiệt tình đấy giúp em đi. Cái mã 90 đấy heo nó to á. Thế nào mà to to á là mình mặc ok luôn. Chế Thảo Hằng mặc được kìa. Chốt cho chế Thảo Hằng cả. Chế 90 cho chế Thảo Hằng một cái này. 150k. 150k. Cái này mặc lên như người mẫu luôn này. Xinh chưa? Xinh quá. Có hoa. Cổ của nó có đính ngọc luôn nha mấy chị. Cổ có đính ngọc luôn ha, cực kỳ xinh luôn. Rê nha mấy chị ơi, 150k thôi, cực kỳ đẹp ha. Mặc giống như người mẫu luôn á, rất là xinh nha. Rồi chế đợi ưng cái đen trắng này. Thấy xấu xẻ nha. Ưng cái đen trắng. Yêu của em này 72 độ về, 1m6 khoảng 50 cân. Tầm size M nha mấy chị nhé. Size M ha. 1m6 khoảng 50 cân, 1m55 khoảng 46 cân cỡ em nha. 1m55 46 cân. Chị nào lấy chốt liền cho em mã của nó là mã. Mà nhiều nha. Mà nhiều hả? Mà trắng hả? Mà chưa đọc. Mà chưa đọc hả? Mà trắng cho em đi. Mà gì? Mà trắng đúng không? Mà trắng. Chốt mà trắng cho em. Rồi mà trắng nha. Chốt mà trắng giúp em nha. Em bao nhiêu? Chị nào lấy trắng chốt trắng 72 độ về. Chốt mà trắng cho em. Em mã... Thúy Hằng mà được. Mã trắng nghe 72 độ về này. Mã trắng chốt cho chị Lê Thúy Hằng nè. Trắng chốt cho Lê Thúy Hằng ha. Trắng chốt cho chị Lê Thúy Hằng. Trắng cho chị Lê Thúy Hằng. Anh đây. Trắng được chị Lê Thúy Hằng luôn. Chết. Cái đen kia đấy ai chốt chưa? Cái đen nào? Đó, tôi lộn đấy. Chẳng nhớ nữa. Rồi màu body ha mấy chị. Đây là một em body ha. Em này rất là xinh luôn mấy chị ha. Em này có hơi dơ bụi một xíu nhá. Em này có hơi bị dơ bụi một chút xíu. Chiêu xào nó hơi dơ bụi một chút xíu á mấy chị. Đây, em sẽ siêu cho mấy chị nhá. Mẫu này body nè, 160 em siêu cho mấy chị luôn ha. 140 mẫu này. Chị nào lấy chốt mã 140 cho em. Body mã 140, 1m6 khoảng 54 cân đổ về eo 74 mấy chị ha. Eo 74. Chị nào lấy chốt liền cho em nè. Chốt liền cho em mã 140. Ủa, eo 76 luôn á. Eo 76 luôn. Rồi, chị nào ôm 1m654 con đổ về. Chốt liền cho em mã 140 nha. 140. Eo body 140 con múc ngực rất là dày và đẹp. Rồi chị nào lấy body, chốt body liền cho em mấy chị ơi. Body 140k này, mã dạ. Gì? Mã của nó mã 140. Mã 140 đúng không? Đúng rồi, mã 140. Mã 140. Mã 140 cho chị Phan Linh này. Chị Phan Linh khách mới cho em xin thêm địa chỉ luôn nha chị ơi. Chị Phan Linh số điện thoại đuôi 2249 này. Trời, cái này xinh quá mấy chị ơi, tầng đẹp quá. Cái này tầng đẹp quá không? Tầng không bao giờ lộn mốt. Tầng model quanh năm suốt tháng luôn.
Rồi chị nào ưng mẫu này cầm cổ yếm nha. Chị nào ưng mẫu này chốt liền cho em mã của nó, mã 22, mã 22 nha các bạn yêu ơi. 1m6 tầm 55 cân vừa luôn nhá. Eo em này khá là to đó. Eo em này to nhưng mà nó eo trên cho nên mấy chị mặc cho chị này eo nhỏ mà vô tư luôn. Eo em này 78 luôn mấy chị. Eo 78. Đó mấy chị nhìn em mặc cái eo 78 cho mấy chị coi. Chị nào mà eo 65 mang vô tư luôn ha. Eo 65 mang cũng rất là đẹp nhá. Rồi chốt liền cho em mã của nó nha chị. Cái gì vậy cha? Không biết đâu. Chết tôi biết quên mất mã luôn. Thầy mặc cổ yếm không? Thầy đọc mã gì không mấy chị? Thôi mấy chị ơi biết cũng đừng comment lên. Ai thật sự mua mình comment lên nha. Ai muốn mua cái mẫu này comment lên nha. 22 à? Mã 22 đúng rồi, mã 22. Ủa cảm ơn mấy chị nhiều, mã 22. 22 cho chị Thảo Hằng này. 22 cho Thảo Hằng. May gì hôm nay có đầm cho Thảo Hằng. Đó mặc như vậy rất là xinh mấy chị ha, tầm như vậy rất là đẹp nha. Đẹp cho kéo khóa đằng sau lưng. Rồi 22 cho Thảo Hằng luôn này. 22 chút cho Thảo Hằng ha. 22 cho chị Thảo Hằng. Mặc là vừa y vô người luôn á. Cho nên người ta nói là yêu 65 đổ lên. Bao nhiêu tiền? Dạ 150. Rồi lên tiếp ha mấy chị. Đẹp cực kỳ ngất ngây luôn. Rồi mẫu này yêu nhỏ nè. Chị nào yêu nhỏ nhỏ bé bé mà thích màu trắng ha. Đây tầng siêu đẹp luôn. Rồi chị nào mẫu này chốt liền cho em mà của nó mà trắng nha mấy chị, chốt mà trắng cho em. Rất là đẹp nha mấy chị nha. Eo em này tầm 70-68 độ về, 1m6 vàng à. 50 cân, 48 cân, 48 đi, 48 độ về nha. Còn chị nào 1m55 thì khoảng 44 cân nha. Chốt liền cho em mà trắng. Mà trắng giúp em ha mấy chị, mà trắng đẹp quá không? Mà trắng đẹp quá. Mấy chị ơi cho em hỏi cái này nè. Mấy chị ơi cho em hỏi cái này nha. Cái màu này em chốt chưa nhờ? Màu đen hồi nãy em quên, cái màu đen này nè. Hồi nãy em quên á, hồi nãy em đọc nhanh quá xong em quên không biết chốt cho ai chưa. Chị nào hồi nãy được chốt cái này thì ok lên giùm em nha. Đó chị nào hồi nãy được chốt cái này thì ok lên giùm em á. Em chốt nhanh quá em quên mất biết cái này chốt cho ai chưa nữa. Đây, cái màu này hồi nãy chị nào được chốt thì ok lên giùm em nha. Đây, điểm danh lên giùm em nha. Rồi em xuống màu này nha. Chốt nhanh quá quên mất biết chốt cho ai nữa. Đẹp quá mà chưa được cái nào, Quách Lệ. Hôm nay em có mấy mẫu to á, cho nên mấy chị nào mà mình to to con á, mình nhanh tay mình chốt nha. Mấy chị ơi, chia sẻ nhiệt tình giúp em 2 lần trang cá nhân và 3 lần hội nhóm giúp em nha. 150k, chỉ có 150k như dòng ghim nha mấy chị. Rồi em lên tiếp nè mấy chị ơi, cực kỳ xinh ha. Cực kỳ xinh luôn. 150k, 150k nha, cái nào khác giá em báo liền nha. Rồi đây nè, cái mẫu xinh đẹp của anh nè, bàn tay thẳng thắn nè. Rồi, chị đã ưng mẫu này, quá đẹp luôn. Ở phần eo nó có đính ngọc nha mấy chị, cực kỳ xinh. Rồi hai bên nè, trời ơi đẹp ngất ngây gà tay luôn. Nhìn là muốn xỉu luôn rồi, mặt là em đảm bảo xinh lung linh luôn nha mấy chị nhé. Mẫu này 1m6 khoảng 54 cân đổ về. Và vòng eo của nó là eo 76 nha mấy chị. Eo 76, 1m6 và 54 cân đổ về. Chốt liền cho em mã của nó là mã 7. Chế nào nhanh tay chốt mã 7 giúp em nha. Trời ơi đẹp giả mang luôn, tầng tầng như vậy rất là xinh ha. Rồi mà 7 giúp em nè, nha, chuẩn bị sẵn bịch nha. Bỏ sẵn bịch đi. Rồi mà 7 giúp em nha, mà 7. Nó lần lộn xộn cho em cũng không hay nè chị ơi. Mấy chị cứ comment lên chốt hàng đi ha. Mẫu nào cũng đẹp hết, mẫu nào cũng đẹp ha. Mà 7, mà 7. Mà số 7, số 7 cho Yumi Nguyễn nè. Rồi mà 7 chốt cho Yumi này, có chế nó chốt mà 7 đúng không ạ? Chốt nhanh mà 7 giúp em nha. Trời ơi này đẹp quá. Mẫu này xinh quá. Cái này có quần luôn nè mấy chị. Mẫu này có quần trong luôn, không sợ lộ nha, không sợ lộ hàng. Bên trong nó có một lớp ren hoa như vậy rất là xinh nhá. Bên ngoài là lớp lưới luôn nha mấy chị. Ở phần eo của nó là có đính cả hạt nữa nè. Trời ơi, trước ngực nè, cái này mặc ngực to mà đẹp lắm nha. Nó có ren luôn nha mấy chị. Mặc trắng da cực kỳ luôn. Thì nó ơn mẫu này. Quách Lệ quen quen ta. Quách Lệ chứ, Quách Lệ cái cụ. Lệ thì Quách chứ hả? Em biết. Quách thì Lệ phải không? Quách thì Lệ á. Quách Lệ mã số 7 nè. Quách Lệ cho Quách Lệ thêm mã 7 nữa nha. Quách Lệ cho em lại 3 số đuôi đi Quách Lệ. Rồi mẫu này 74, 1m6, 53, 52 cân. Dạ 150k. 150k. Chị nó lấy chốt liền cho em mẫu này cực kỳ đẹp. Em nói mấy chị mặc lên rất là sang và da rất là trắng nhá. Chị nói da đen đã có body nhà em rồi đừng có lo ha. Rồi chị nói mẫu này chốt liền cho em mã của nó là mã đen. Mã đen này có quần luôn nha mấy chị. Chốt mã đen cho em 1m6 khoảng 53 cân. Chốt mã đen giúp em. Em lên siêu phẩm nè. Lên siêu phẩm nha cho anh em to. Nãy giờ được cái nào chưa? Quá đẹp quá rẻ. Cảm ơn Simon lên nha. 1m5 mặc vừa không chị. 1m5 thì khoảng 45 cân là đổ về là mặc được hết. 45 cân đổ về 1m5 là mặc được hết nhá. Mã đen đúng không? Đúng rồi, mã đen.
lên siêu phẩm 155k. Siêu phẩm 155k. Rồi, chị đã ứng cái này chốt liền cho em mã của nó là mã 40 nha mấy chị. Chốt mã 40 cho em. Chốt mã 40 giúp em. Nhanh tay mấy chị ơi. Tết Giáng sinh. Rồi nào là gì ta? Đen cho Du Minh Nguyễn nè. Rồi. Du Minh Nguyễn có đen rồi nha em ơi. Tết nè, Giáng sinh nè, rồi tiệc tùng nè. Cuối năm là đám cưới nhiều vô kể luôn á. Đó, chị nào ưng được mẫu này chốt liền cho em 1m6 khoảng 52 cân đổ về nhé. Mét 6 52 cân đổ về, múc ngực dày dặn luôn. Mã của nó là mã 40 đúng không ta? Không dành lại. 40 của Trần Thị Thúy Vi nè. 40 cho Trần Thị Thúy Vi, chào chị Chính, chị Nhân nhé. Chị anh kêu to còn mét 6 rồi. Anh ưu tiên cho chị anh kêu to một chiếc nha. Ưu tiên chị anh kêu to một chiếc cho em. Rồi, tiếp nha mấy chị. Chị chúng ta comment thật nhanh lên nha để em mua tiêu nha. Comment thật nhanh lên cho em. Rồi 40 chốt rồi đúng không? Em qua mẫu khác nha. Rồi, tay đây. Có tay đây, xinh lung linh luôn. Được rồi chị. 40 đâu? 40 là cái nào? Chị Phan Linh ơi, chị Phan Linh số điện thoại là 0329292249. Chưa có địa chỉ nha chị ơi. Chị chốt cái đồng body 140 nè. Mà chị chưa có địa chỉ nha. Chưa có địa chỉ là em xả ra chị nha. Chị cho em địa chỉ trong vòng 2 phút thì em giữ lại. Không thì em sẽ nhường cho người khác nha mấy chị nha. Rồi chị đã có mẫu này chút liền cho em mà 50. Mà 50 giá của nó là 160k nha các tình yêu ơi. 160k mà 50 nha. Cái này bao nhiêu em? Dạ. Đó 155k đó anh. 160k chốt liền cho em mà 60. Chị đã có chút mà 60 liền giúp em nha. Rồi 60 cho chị. Dạ chúng ta chốt 60 đi chị. Chốt 60. Chốt mà 60 lên liền cho em nha. 60 kèm xin hỏi cho em. 60 nha. Rồi 60 kèm xin hỏi giúp em nè. 60. Sao cầm mấy 50 không nhở? 60 nha. 60 cho chị Zumi một chiếc nè. 60 cho anh Kim To một chiếc nè. Rồi 60 cho Zumi bánh Kim To ha. Sao vậy anh? Mấy không thấy hả? Rồi 60 cho hai người nhé. 60 em chốt cho hai người là hết nhé. Chị ăn Kim To với Zumi là hết nhé. Rồi mẫu này luôn. Cực kỳ xinh. Cực kỳ đẹp. Chị đọc 50 mà. Rồi mẫu này cực kỳ xinh, cực kỳ đẹp ha. Ủa em đọc 50 hả? Đọc bị nhầm à. Sao đi với chị nhé. Rồi mẫu đỏ. Chị nó lấy đỏ nè. Đây, chị nó lấy màu đỏ đây. Đây, cái đỏ tầng cực kỳ cưng nha mấy chị ơi. Nó màu đỏ nha, cực kỳ xinh luôn. Nó tầng như vậy, dành cho da chế nào mà da tông da của mình là tông da sáng mấy chị ha. Màu đỏ dành cho chế nào tông da sáng, mặt cực kỳ cưng luôn mấy chị ha. Rồi chị nó ưng đỏ, chút mà đỏ giúp em. Mà đỏ kèm xuân thời 1m6 54 cân. Eo của nó 76 mấy chị ha. Đỏ eo 76, 1m6 và 54 cân đổ về. Và 45 cân đổ lên nha. Chút mà đỏ cho em, 45 cân đổ lên. Chút mà đỏ cho em nhắm chị mà đỏ. Comment đỏ cho em. Đỏ cho Lê Thảo Nguyên. Đỏ cho Lê Thảo Nguyên ha. Đây, cái đầm body 140 này. Chị nào lấy chốt mà body giúp em đi. Chế Linh, chế Phan Linh chưa có địa chỉ ha. Chế Phan Linh chưa có địa chỉ em xả ra nhé. Phan Linh chưa cho em địa chỉ em xả ra nè. Đó, chế nào body chốt mà body giúp em nhé. Body này eo khoảng 70-76. 1m6 54 cân đổ về. Eo 76, 1m6 54 cân đổ về. Chốt body cho em 140. Body 140. Cái này 150 đúng không? Dạ. Body 140 giúp em. Umi Hồng Thu nãy đầm hồng chốt cho ai vậy ạ? Hiền hả? Nãy đầm hồng chốt cho chị, cho hai người. Đầm hồng này chốt cho hai người là chị ăn Kim To với lại chị Umi nha, chị Umi Hồng Thu ơi. Rồi, mẫu này ha. Chị đã ưng mẫu này chốt liền cho em mã của nó là mã số. Mẫu này là 145k. Chị đã ưng mẫu này chốt liền cho em mã của nó là mã 3. Chốt mã 33 cho em đi, mã số 33 mấy chị ha. Mẫu 33 này eo co giãn luôn nha mấy chị. 1m6 nè. 1m6 khoảng 55 cân, 56 cân mà ok luôn. Tại vì vòng eo của nó co giãn lên tới 78 luôn mấy chị ha. Cái vòng eo này của nó có co giãn nha mấy chị. Mã 60 1m6 mặc bị ngắn không em? Không như chị ơi, mã 60 đó mặc chỉ 1m6 mặc không ngắn đâu nha chị nha. Chị nào anh chúng ta hỏi hả? Anh chúng ta 1m6 không? Rồi mẫu này nha mấy chị. Nếu mà chị sợ ngắn thì để nhường cho người khác không? Anh Kim To muốn nhường cho người khác không? Nếu mà nhường cho người, nếu mà nhường cho người khác thì để em nhường ha. Còn chị lấy mẫu nào dài hơn ha. Rồi chốt cho em liền mã này đi mấy chị. Chốt mã này liền cho em nha. Làm em bị chật nha, bất kỳ chị phải nhường cho Hiền ha. Chị anh Kim To, chị hỏi chị anh Kim To nè. Chị anh Kim To có muốn nhường cái hồng cho chị Hiền không?
Nếu muốn thì ok dùm em ha. Thì em dùng cho Hiền thì chú cái khác cũng được ha. Nhiều mã 60 cho em. Rồi mã đỏ cho em đi mấy chị. Mã đỏ nha, 145k. Chị ghi 145 cho em mã đỏ. Mã đỏ 145k. Mấy chậm chị gì? Dạ. Đọc mã. Sao cứ đọc mã là đọc lộn tùm luôn mà. Vậy hả? Rồi mẫu này nha. Body. Ủa cái body này em chốt rồi mà ta. À có thêm một cái body nữa. Rồi body nha mấy chị ơi. Chị đã ôm body chốt liền cho em mà body nha mấy chị. Chốt mà body giúp em 1m6 54 cân đổ về. Eo em này khoảng 70-75 mấy chị ha. Eo 75 hồi này đo eo 75 á. Mà đó. Mấy chị ơi, chế nào khách mới chốt hàng cho em là mã kèm số điện thoại đầy đủ để em chốt nhá. Còn khách cũ là 3 số đôi điện thoại nhá. Khách nào thường xuyên chốt hàng bên em thì em nhớ là không cần cũng được nhá. Còn khách nào ít khi chốt hàng bên em nhớ cho em khách cũ thì 3 số điện thoại kèm mã hàng, khách mới là số điện thoại đầy đủ kèm mã hàng cùng một dòng là em sẽ chốt hàng được bên em nhé. Gì vậy? Rồi ok mấy chị ơi, share like giúp em mấy chị. Mọi người share like giúp em nhé. Để em coi cái hồng, coi cái hồng mà ngắn thì không có 6 ngắn gì. Mét 6 có ngắn không? Mét 10 tới đầu, mét 55 tới đầu gối. Mét 6 chị chơi đầu gối nha chị. Mét 6 là chị anh Kim To chơi đầu gối nhá. Tôi nhường cho Hiền đi, chị anh Kim To lấy đầm tầng đi chị anh Kim To ơi. Anh Kim To lấy đầm tầng nhá. Nhường cái này cho bé Hiền nha. Rồi nhường cái này cho bé Hiền ha. Chị anh Kim To lấy tầng giúp em nhá. Rồi chị nào lấy body, chú body giúp em đi. Mà body 150k. Đỏ body 150k ha. Đỏ là gì ai biết. Mà đỏ chốt cho chị 145k. Phải không? Vâng, vâng. Rồi. Bây giờ mới lên đi. Em lên 2-3 mã em lên đi. Đâu cái đây mới lên tới kỳ hả? Mã đỏ cho chế Nhung Trương này. Mã đỏ cho Nhung Trương. Chế Nhung, chế đỏ, mã đỏ cho chế Nhung Trương 145k này. Đúng ok cho em mấy chị nha. Body giúp em hả mấy chị? Mà body 150k. Chị nào lấy body chốt body giúp em ha. Mà body 150k. Body trắng có tay không Thảo. Body trắng không có tay chị Thủy Thức ơi. Body trắng không có tay thì phải. Ok. Không không có tay, không có tay. Rồi cái hồng nhường cho bé Hiền nha. Cái hồng nhường cho Hiền. Trắng không có tay nha mấy chị. Rồi chị nào lấy body đen, chốt mà body đen giúp em đi. 150k nha các tình yêu ơi. 150k ha. Em lên tiếp nè. Mấy chị ơi, xe like nhiệt tình giúp em đi mấy chị. Hôm nay không thấy thông báo like chị Ngọc Yến bảo vậy. Mấy bữa nay Facebook nó bị lằng nhằng lắm chị ơi. Mà thích thì nó thông báo, không thích là nó test cơ mà. Cái mặc hết rồi Hương ơi. Cái mặc hết rồi à, còn nhiều mẫu đẹp lắm mấy chị ơi. Còn nhiều mẫu đẹp lắm. Vậy con túi trắng có luôn nha chị. Rồi mấy chị ơi, share like giúp em đi. Một người share giúp em 3-4 lần gì đấy vào trang cá nhân. Và 5 lần hội nhóm giúp em nha. Có vàng kem không chị Mỹ Tâm? Rồi để tí xem mình nhắm Mỹ Tâm ơi. Mình có, mình thì có đó, có màu nu á. Rồi lên tiếp nha mấy chị ơi, đầm đẹp lắm. Đầm hôm nay đẹp lắm. Rồi mẫu này ha. Cực kỳ xinh luôn. Rồi cái tầng nó đã chưa? Cái tầng của cái tầng nu cực kỳ xinh nha mấy chị. Màu nu ha, màu nu cực kỳ đã luôn. Đẹp dã man chưa? Quá đẹp luôn ha. Quá đẹp cho một cuộc tình. Mẫu này có quần cho nên chị nào cao thì cũng đừng có lo nha. Mẫu này có quần ha mấy chị ha. Rồi rất là xinh luôn, em đo eo nha. Rồi chị ơi, cái màu này chốt liền mã cho em là mã số. Và đọc eo trước nha. 1m6. 1m6 54 cân, eo 74 75 ha, 76. 76 75 á. Eo 76 75 nha mấy chị. Có dây nắc eo chế nào mà 40 cân mà ok luôn. Có dây nắc eo nha. 40 cân mà ok luôn. Rồi chế nào lấy chốt liền cho em mã của nó là mã. Chị đọc đúng không? Mã 23 cho em. Đọc chưa? Em thấy chị Hiền Dinh nha. Chốt mã 23 cho em. Mấy chị lấy chốt mã 23 cho em xin hỏi giúp em nhé. Chậm thôi, đọc mã chốt mà nói cho em. Không phải, em không có nhớ mã. Tại vì tính em hay đọc mã trước, mà bắt em đọc mã sau là em quên liền à. Ô, còn một cái hồng nè. Ô, cái màu này. Ủa, sao cái màu này lại dài lúc nãy? Cái này là dành Kim To nhé. Dài hơn nè. Cái này dài hơn nè. Chị anh Kim To, cái này em chốt cho chị nhá. Chốt bù lại cho chị cái này dài hơn cái hồi nãy ha. Cái này cho chị anh Kim To nhá. Cái này cho anh Kim To nè. Cái hồng em cho anh Kim To, cái hồng hồi này nó dài cái hồng hồi nãy nha. Nó giống mà nó dài hơn. Chị ok lên dùm em nha anh Kim To. Thấy Hạnh Nguyễn nè, em thấy Hạnh Nguyễn nha. Rồi bộ này xinh quá à. Cái này cưng lắm nha. Cái này em có mặc like một lần á. Đợt trước có về em mặc một lần mà màu nu á mấy chị. Cực kỳ xinh luôn. Bây giờ nó về màu đỏ nha.
rất là đẹp nha mấy chị nhé. Rồi chị nào ôm mẫu này, mẫu này giá của nó là 150k, 150k cho em, 150k. Yêu của em này 74, 1m6, 52 cân đổ về. Ok, chị Kim Tao, 1m6, 52 cân đổ về, chị nào ôm chốt mã liền cho em. 150k chốt liền cho em, mã của nó là mã số 65. Chốt mã 65 cho em, 1m6, 52 cân đổ về, chốt mã 65. Mã 65 giúp em mà mẫu này mặc lên đẹp cực nha mấy chị, đẹp cực luôn á. Tại vì nó là có tầng xòe, có quần nữa nè. Mẫu này có quần nữa, không sợ lộ hàng nè. Mà nó mặc tùng xòe cực kỳ, một lớp, hai lớp, ba lớp, bốn lớp và một lớp quần, tất cả là năm lớp mấy chị ha. Đầm năm lớp luôn mấy chị, tùng xòe đẹp giả mang. Đầm năm lớp tùng xòe đẹp giả mang luôn, 150k. Chốt liền cho em mã 65. Chốt mã 65 giúp em. Mã 65 luôn. Mã 65 150k đó mấy chị ơi. Rồi mã 65 giúp em nha các tình yêu ơi. Chị nào lấy 65 chốt 65 giúp em nha. Ủa chị Hiền Dinh hôm nay không chốt đồng mà chị Hiền Dinh. Chị Hiền Dinh hôm nay không chốt đồng hả? Chị Hiền Dinh chốt đồng lên hôm nay về bán đi. Rất là đẹp luôn á. Rồi mẫu này nha. Chị nào ôm mẫu này chốt liền cho em này. Trời ơi, màu trắng siêu phẩm đây nè. 155k. Màu trắng siêu phẩm 155k. Chị nào lấy 65 cho Quỳnh Trần đuôi 2346. Em 74 mấy chị ơi. Quỳnh Trần hả? Em quen quen không? Rồi, 1m6 khoảng 52 cân đổ về, eo 74, eo 74, 1m6, 52 cân đổ về. Chị nào ôm mẫu này chốt liền cho em mã của nó là mã số 64 luôn ha. Chốt mã 64 cho em. Mã 64 cho em nhé. Lấy 65 mà. Quỳnh Trần, cho em địa chỉ trong vòng 2 phút đi Quỳnh Trần ơi. Quỳnh Trần nhắn địa chỉ trong vòng 2 phút liền cho em nhé. Rồi, mã 64. Mã 64 chốt cho ai đây? Chốt mã 64 155k cho em. Mã 64 155k. Em số 64 luôn nè mấy chị. 64 cho chị Nhung Trương. 64 cho Nhung Trương ha. Nhung Trương đôi 4. 4. 64 cho Nhung Trương. Nhung Trương 488. 64 cho chị Nhung Trương ha. Chị Phượng Hằng cố lên nha. Từ đầu giờ chiều tối giờ chưa thấy chị Phượng Hằng chốt được cái nào hết. Phượng Hằng ơi cố lên nha. Rồi lên tiếp ha mấy chị. Còn nhiều đồng đẹp lắm mấy chị ơi. À, địa chỉ cái em đang mặc đi. Hương Lê ơi, cái em mặc hết rồi. Cái em mặc hết rồi Hương Lê ơi. Rồi mẫu này body có tay luôn mấy chị ơi, cực kỳ đẹp. Body có tay luôn, dễ thương chưa? Rồi xinh chưa? Rất là đẹp mấy chị ha. Có đính hột luôn mấy chị nha. Đính hột body có tay cực kỳ đẹp luôn. Có mút ngực luôn, rất là xinh nha. Rồi, chị đã ơn cái đen này chốt liền cho em mã của nó, mã số 2. Mã số 2 155k, mã số 2. Yêu em này 77. Yêu 77 đổ về co giãn á mấy chị. Co giãn tới 77 luôn. Chị nào ôm chút liền cho em mà của nó mạng số 2. Eo 77 1m6 khoảng. Em Quỳnh Anh khách mới chốt hàng và có số điện thoại kèm mã hàng mới chốt được. Chị Quỳnh Anh ơi, Quỳnh Anh cho em mã hàng kèm số điện thoại mới chốt hàng được nha. Mã hàng kèm số điện thoại mới chốt hàng được chị ha. Mã số 2. Mã số 2 cho Hà Ba Bay. Mã 2 cho Hà Ba Bay 150k. Mã 2 chốt cho Hà Ba Bay 150k nha. Wow. Cái này tay rơi này mấy chị, đẹp giả mang chưa? Có đính hộp ha. Mẫu này siêu phẩm có đính hộp luôn. Rất là dày, một cái cầm một cái đầm mà nặng gần cả ký lô luôn á mấy chị. Rất là dày dặn và rất là đẹp nha. Mẫu này mặc xinh lắm. Hở được cái bờ vai tròn của mình vô rất là quyến rũ. Nói chung là mặc quyến rũ cực kỳ luôn. Thấy ha. Đó, cái tay này mặc như vậy giống chị ơi, cực kỳ quyến rũ luôn. Có quần luôn nha. Từ chị sang. Mẫu này mét 6. Thấy chị Nguyễn Thị Mỹ Yên nha. Chị Quỳnh Anh ơi, khách mới comment cho mã số kèm với số điện thoại để em chốt nha chị nhé. Khách nào khách cũ thì comment ba số điện thoại nha. 1m6 52 cân đủ về. Comment liền cho em mã của nó. Mã 52 giúp em. Em coi lại đơn của chị. Hình như công cộng lột hay sao. Dạ dạ, để em cộng cho chị Hiền Dinh ơi. Để tối nay like xong em cộng cho cái. Để em mã cộng lại cho chị. Mã 64 hết rồi nha Quỳnh Anh ơi. Có gì ngày mai chuyển khoản cho em, mai thứ 6 rồi. Quỳnh Anh chốt mã sau cho anh nhá. Mã 64 này hết rồi nha em ơi. 64 hết rồi Quỳnh Anh ơi. Chị chốt. Nào lấy cái đỏ đây chốt cho em mã của nó là mà đỏ đi. Chị nào lấy đỏ chốt mà đỏ cho em quên mất mã rồi. 64 còn không? Em thấy chị Hà Vân comment là em hết 64 rồi. Chị Hà Vân, em thấy Hà Vân nè. Chế Quỳnh Trần. Mà 52 hả? Chế Quỳnh Trần chưa cho em địa chỉ nè. Anh ơi, Trần cái này Quỳnh... mà 52 hả? Anh không biết em ơi. Và 52 chốt cho Minh luôn. 52 đúng không mấy chị? 52 chút cho Minh luôn ha. 52 cho Minh. Quỳnh Anh xem đồng trắng đi. Ok, Quỳnh Anh đợi em xíu ha. Rồi Minh 52 nè. Chút cho Minh số 52 ha.
768 150k, 150k ha. Mấy chị ơi, nhiều lúc mấy chị thông cảm, coi em like riết quên rồi á, tính em nó hay quên mặt, có gì mấy chị nhắc cho em nha. Ok, mình chốt cho Minh Minh rồi, Minh Minh ơi, rồi mẫu này nha, đẹp lắm, rồi mẫu này.